Chào mừng các bạn đã quay trở lại tới kênh của chúng mình là Thảo Bông. Mình là Long Ngào nhá. Hôm nay chúng mình sẽ thử thách với chiếc điều khiển 24 giờ tua nhanh tua chậm. Không biết là cái chiếc điều khiển này nếu như mà sống với nó trong 24 giờ thì sẽ như thế nào nhỉ? Không biết cái điều khiển này nếu mà một ngày sống nhanh quá hay chậm quá sẽ như nào nhỉ? Không biết nó như nào các bạn nhỉ? Nhưng mà nếu là mình sẽ sống nhanh, vì khi sống nhanh mình sẽ ăn rất là nhanh, uống rất là nhanh và làm gì cũng rất là nhanh. Một ngày trôi qua thật là đỡ mệt mỏi. Nếu các bạn thích thì nhớ like cho mình nha. Nhớ like mình nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ thì hãy lên đường cùng Thảo Bông và Năng Ngào thôi. Let's go. Mệt quá. Chạy có mấy vòng đã phải. Mẹ em có nhà không? Cho thầy gặp mẹ em. À, mẹ em có nhà, nhưng mà mẹ đang ở dưới nhà cơ thầy ạ. Em hãy báo cáo tình hình học tập ở nhà cho thầy xem với. Em nói nhanh đi. Em nói chăm lại được không? Sao em nói chậm đi? Em nói nhanh lên một tí xem nào. Tôi nhanh. Em giỏi lắm. Hôm sau đến lớp gặp tôi. Thầy tắt mẹ rồi. Năng Ngào. Ha ha. Một trai chứ rồi. Ha 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 ha